Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình có một lô sen đại mới về nên quay cho mọi người xem luôn. Lô này thì có nhiều giống xịn nữa các bạn và cũng nhiều loại to lố sai. Đa số những cây sen sai đại này thì có giá là 100.000 nha. Có một vài bụi to to thì mình bán 120 thôi. Đó, còn đa số là 100.000. Giờ mình sẽ đi giới thiệu và chi tiết từng cây trong lô lần này cho mọi người xem nha. Các bạn xem sớm để săn những cây xịn sò. Đó, mỗi loại nó có vài cây, không có nhiều đâu các bạn. Nó như đây là có một cây giống mới nè. Đó, cây này nó ba đầu nha, sẽ lên màu kiểu tím các bạn, tím hồng. Đó, ba đầu loại này mới nha. Đó, 100.000 thôi. Đó, những cây như này, những cây đầu video mình giới thiệu là 100.000 nha. Rồi tiếp theo là mình có một cây thanh đế cũng rất là to nè, các bạn thấy không? Lỗ sai ra ngoài chậu cũng nhiều á. Tầng lá dày nha. Đó, cây thì mướt mát rồi, 100.000. Tiếp theo đây mình có cúc trắng nha các bạn. Đó, đều đẹp rồi nha. Nó loại này nó có phấn thì vận chuyển nó có thể lem một xíu nha, còn cây thì to đẹp rồi. Cúc trắng cũng 100.000. Rồi bên đây mình có cây bướm đỏ này. Nó cũng to nha các bạn. Cây này lỗ xa nhiều luôn á. Bướm đỏ đợt này thì nó không to chà bả như cái đợt trước đâu. Nên là mình bán 100.000 thôi, mặc dù là nó thuộc dạng là to nhất trong cái đám size 100 rồi đấy. Nó màu thì lên đẹp nha các bạn, lá bự này. Màu đẹp. Được vài cây đấy, 100.000 thôi. Rồi qua bên đây là mình sẽ có Phật bà nha các bạn. Đó, Phật bà viền tím này, nó một đầu to chính giữa và nhiều đầu con xung quanh, có đúng một cây thôi các bạn. Nó 100.000 nhé, cây một gốc đấy. Đó. Rồi tiếp theo đây mình sẽ có mẫu đơn nha các bạn. Mẫu đơn cây cũng rất là to rồi này. Nó tầng lá cũng quá trời luôn này. Đó. 100.000. Rồi qua bên đây là mình có cây. Cây này nó giống su yon đó các bạn. Nhưng mà rất là to luôn nha. Nó nhìn cái lá thì giống su yon, không biết su yon hay cải nữa. Bự nha các bạn, lỗ sai ra ngoài này. Cây này thì các bạn thấy là nó còn lên màu đỏ này nha. Đó, 100k. Bên đây có cúc tím nè, rất là bự luôn nha. Đó, cúc tím bự tầng lá quá trời luôn. Đó. Tiếp theo đây là cây sỏi tím nha các bạn. Đó, sỏi tím đợt này cũng ra trong cái lô sai đại luôn nè. Hình như lần đầu có sỏi tím trong cái lô xe đại này luôn á. Nó 100.000 thôi. Rồi bên đây là có cây bò xanh nha. Đó, các bạn thấy nè, bò xanh bữa nay cũng có xe đại luôn. Đó, u lên xanh xanh trên cái lá này. Đó, phần đỉnh là các bạn thấy cũng ra cái u rất là nhiều luôn. Đó, 100.000 nha. Rồi đây mình có Silver Wing hai đầu. Nó có hình như cũng một cây trong cái lô lần này thôi. Rồi tiếp theo cây này giống bổng các bạn. Đó, màu nâu nâu đỏ đỏ nha. Nó bụi cũng to, loại này thì mình nhìn vào thấy nó dễ trồng rồi. Đó. Rồi tiếp theo đây mình sẽ có một cây bèo nha các bạn. Không biết bèo gì ra nữa nhưng mà cây này mình biết nó lên màu cam đỏ rất là đẹp đấy. Chưa lên màu nhiều đâu, loại này còn lên màu hơi bị đẹp luôn đấy. 100.000 thôi, bụi cũng to nữa các bạn. Đó. Rồi tiếp theo đây là mình có cây Ruby xanh nha, Ruby xanh bụi một góc nhiều đầu và nhìn vô mình thấy nó cũng già rồi các bạn. Nó lỗ chậu ra ngoài nè, cũng to nha, nhiều đầu. Đây mình có cây lô la đỏ nha các bạn, lô la đỏ cũng to đẹp, màu cũng full đỏ rồi nè. Đó. Tiếp theo là một cây đế nha các bạn, cây đế này đế nâu nha, đế nâu cũng rất là to rồi. Loại này dễ lên màu các bạn, nó để nắng nắng một tí là lên màu à, lên màu cũng nâu đỏ cũng đẹp. Nó lá mập nhỏ. Đó. 100k nha. Bây giờ mấy cây mình quay đều 100.000 hết á. Rồi đây mình có hồng dâu nha các bạn, hồng dâu hai đầu nè, màu đẹp rồi nha. Đó. Tiếp theo là có mon nha các bạn, đó mon này, bữa nay có một cây duy nhất nè, bạn ở xem ở đây săn cái cây mon hơi bị bự luôn. Đó, tầng lá nè, dày lá mập, đẹp, to. Đó, một cây duy nhất nha các bạn, một cây mon duy nhất thôi, 100.000. Rồi bên đây mình sẽ có một bụi thạch bích mini nha các bạn, thạch bích mini loại này nó sẽ lên cái viền đỏ này. Đó, lên cái viền đỏ đỏ bụi cũng xum xê rồi các bạn, 100.000 nha. Tiếp theo là mình có một giống mới chưa biết tên gì nữa các bạn. Không biết cây này tên gì, không biết nói sao luôn á, 100k nha, cũng phun chậu rồi. Rồi thêm một cây đế nha các bạn, cây đế cây này cánh dài này và lên màu vuốt đỏ nha các bạn, đó cái đỉnh vuốt màu đỏ dài nhọn lên vuốt màu đỏ, màu nó kiểu xám xám nâu nâu các bạn, nó cũng to lỗ sai rồi. Đây thêm một cây bướm này, cây này có cây con phía bên dưới luôn nha các bạn.
Tiếp theo là bánh trung thu. Bánh trung thu nhiều đầu, một đầu chính giữa và nhiều đầu xung quanh. Đây có AL nhé bạn, AL đỏ 100.000 thôi. Đó, cây này cũng có gốc đồ hết rồi. Đó, nhánh đồ này. Có cây con đồ các thứ rồi. Rồi tiếp theo là có đá cam nhé bạn, đá cam. Cây cây này thì nó còn có thêm cây đá vàng ở đây nữa. Nó bụi nha các bạn, 100.000 thôi. Lát nữa cuối video mình quay cái bụi to hơn đó thì 120 nha. Còn bụi này thì full chậu thì 100, còn bụi lố ra ngoài nhiều thì 120. Rồi đây mình sẽ có vân mai các bạn. Vân mai hai đầu này, nó tầng lá các bạn thấy rất là dày luôn. Nó có cây con này, bụi lố sai rồi đấy, 100.000 nha. Rồi bên đây có một cây lola nha các bạn. Con cây lola, cây này thì vận chuyển nó có bị hơi gãy cái đầu một xíu, nhẹ nhẹ thôi, ít à. Đó. Trồng loại này thì lên hồng rất là đẹp đấy, 100k. Thêm một cây cúc trắng nha. Đây mận nha các bạn, mận đỏ, một gốc nhiều đầu này, không biết có cờ rét không mà nó cái đầu của nó các bạn nhìn này, đó, nó cái đầu của nó chạy theo một cái đường như thế này. Đó, mận đỏ nha. Rồi tiếp theo là loa càng trắng các bạn, loa càng trắng xịn sò thì cũng có size đại này, to đẹp full chậu, 100k thôi. Rồi bên đây là có cây liên đài tím các bạn, liên đài tím hai đầu rất là bự luôn, đó, lỗ sai ra ngoài này nhiều luôn á, cây này to nha các bạn. Rồi tiếp theo cây bông hồng nhan, đó, bông hồng nhan này, loại này nó còn lên màu đỏ cũng rất là đẹp các bạn. Đó. Đây một cây phượng hoàng lửa, nó phượng hoàng lửa hai đầu nha. Đó, to đẹp full chậu. Rồi thêm một cây xịn sò nữa, đây là cây hera nha các bạn. Nó một cây duy nhất hera trong lô này rất là to luôn, 100k. Đó, cây hera. Đây thêm cây hồng dâu nha các bạn, cây này một đầu nữa, mình quay cây hai đầu đó. Rồi thêm một cây mận nha các bạn, mận ba đầu, nó full chậu rất là to rồi. Đó, Black Wind Line nha các bạn, Black Wind Line đã mập này, nó ra lá rất là mập luôn, đỉnh thì lên màu đỏ nha, nâu đỏ ở đỉnh, đá thì mập full chậu. Rồi đây một cây viền lửa nha các bạn, cây viền lửa cũng bự này. Đó, các bạn nhìn cái màu xung quanh lên đỏ đẹp hết rồi. Đó, cánh thì cũng to và nhọn, đều rồi nha các bạn, đều đẹp rồi đấy. Tiếp theo là có hồng phấn nè. Hồng phấn cái tầng lá các bạn nhìn này rất là dày luôn nha, quá nhiều tầng lá luôn, chắc gốc thụ bên trong rồi. Đó, loại này thì đều đẹp rồi nha các bạn, phấn nó cũng đều nha. Rồi đây mình có một cây đế nha các bạn, cây đế vương xám, mà cây này mình thấy lá nó sọc sọc trắng trắng cũng nhiều đấy, có thể là đột biến lá nha. Đó, tầng lá cũng đẹp rồi nha, đều đẹp rồi đấy, cây đế vương xám nhìn vô rất là khỏe khoắn luôn. Đó, còn đây có một cây liên đài tím một đầu nha, nãy mình quay cây hai đầu ấy. Thêm cây bông hồng nhan này, cây Givalai nha các bạn, Givalai hai đầu, nó cũng phun chậu rồi, nó loại này nó còn lên màu cam cam nữa này các bạn. Rồi đây mình sẽ có một cây đế vương và một cây bông hồng tím nha, chậu này mít hai cây. Đây có xanh lửa này, xanh lửa một đầu to này, xung quanh có vài cây con đó. Nó chậu này phun chậu các bạn nhìn không thấy cái chậu đâu luôn đó. To nha, tầng lá cũng đều đẹp rồi. Rồi tiếp theo đây có cây bắp cải san hô này các bạn, có nhiều bắp cải san hô cũng lần đầu tiên có trong sen sai đại, nó màu các bạn lên thấy thấy này đỏ đẹp, lá thì xoăn, 100k thôi. Rồi thêm cây xanh lưỡi các bạn, cây này bụi một góc nhiều đầu này, nó quá trời đầu luôn nha, nhiều cây con hai đầu to và rất là nhiều cây con. Rồi đây một cây huyền lửa loại mới nha các bạn. Đó, có cây con này, tầng lá cũng dày đẹp, loại này lên mộng rất là đẹp các bạn. Rồi tiếp theo thì sẽ có một cây Red Sky nha các bạn, cây này Red Sky nó rất là to luôn, to màu đẹp đỏ đẹp nha các bạn, nó gần gần như cây hồng dâu này nhưng mà nó sẽ lên màu đỏ nha. Nó loại này thì mới xịn sò. Đó, nó cũng đó các bạn nhìn cái cây hồng dâu bên đây này, hai cây thì lá như nhau, một cây màu đỏ một cây thì màu kiểu tím hồng. Đó. Thêm cây bụi đá cam nha, đá cam bụi. Đây đá vàng mới nha các bạn, đá vàng mới bụi nhiều đầu, quá trời đầu luôn. Màu lên cũng cam cam đẹp nè. Đó. Mướt mát này nha các bạn. Rồi đây có thêm cây bò xanh nữa các bạn, cây này to này. Đó.
Chậu này to, tầng lá nhiều nha các bạn, to hơn chậu lúc nãy mình quay á. Ừ, cây bò xanh nha. Rồi tiếp theo một cây cũng rất là đẹp, cây này sò hồng nha các bạn. Đó, sò hồng lên loại này là đột biến đấy, đột biến lên màu hồng đẹp các bạn, dễ trồng nha, loại này trồng phun nắng mưa cũng được. Rồi đây có một bụi su yon nha các bạn, già nhiều đầu, bụi này phải bán 120 mà quên để bên đây thôi, bán 100 luôn này, một bụi duy nhất thôi các bạn, su yon. Đó, loại su yon thì rất nhiều bạn biết rồi, loại này còn lên màu đẹp nữa. Đó, bụi thì cũng đang quá trời đầu rồi. Đó. Rồi đây một cây đế nha các bạn, cây đế này đẹp này. Đó, các bạn thấy không, nhìn như một cái búp sen luôn. Đó, rất là đẹp luôn nha, màu lên cam cam, lá thì mập nhọn, đỉnh lá màu đỏ. Đó. Rồi thêm cây phượng hoàng lửa một đầu nha, đã cam này, bụi này 100 là lên màu cam đẹp rồi này. Liên đài tím hai đầu này, cây này đều rồi nha. Đó. Thêm một bụi đá vàng mới rồi này. Đó. Liên đài tím một đầu, cây này to đều đẹp này các bạn. Đây một cây black queen kiểu lai rồi. Đó. Ma đi ba chứ bạn, ma đi ba to này, xoăn này. Đó. Cây bên này dắt đế vương các bạn, đế vương chưa biết đế gì nữa, cũng to này, lá mập. Cây này cũng vậy. Đó, thêm một cây xanh lửa nha các bạn, xanh lửa chậu này rất là to luôn nè. Đó, to lỗ sai, nhiều đầu, nhiều cây con. Đó. Rồi cây này một cây giống mới các bạn, loại này lên full đỏ nha các bạn, mình có mấy cây nhỏ nhỏ à. Cây này cây to nhất trong vườn mình của cái loại này đấy, mà mình bán 100.000 thôi, giống mới lên màu đỏ đẹp. Đó, một cây duy nhất nha, đảm bảo với các bạn trồng được cái cây này là nó lên màu hơi bị đã luôn, dễ lên màu luôn nha các bạn. Mai đi ba một đầu này, thêm cây viền lửa mới này. Đó. Mận hai đầu này, màu đẹp rồi nha, cây nhìn rất là khỏe khoắn luôn. Đây có đô la nha các bạn, đô la hồng gốc thụ luôn nè. Đó, to nha các bạn, to đẹp màu hồng gốc thụ, đô la cũng 100.000 thôi. 100.000 cho cây đô la hồng rất là đẹp luôn, đô la hồng bữa nay ngon lành cành đào gốc thụ bonsai, viền lửa mới nhiều đầu nha các bạn, một đầu to và nhiều đầu nhỏ xung quanh. Rồi đây mình sẽ có một cây opalina. Opalina các bạn thấy lá mập lên màu cam hồng này, lá thì mập mạp. Cây cúc đỏ nha các bạn, xem cúc đỏ có nhiều cây con phía bên dưới luôn này. Thêm một cây viền lửa, đây có một cây thanh đế nữa, bụi đá vàng mới, liên đài tím hai đầu bự. Cây này một loại sỏi các bạn, một loại sỏi mới luôn á, mình không biết tên gì nữa, nhưng mà loại này lên màu đẹp, nó sẽ lên màu cam đỏ đó, các bạn nhìn là thấy màu nó cũng lên sơ sơ rồi đấy. Đây có một cây cúc trắng rất là to, thêm một cây mận đỏ nha các bạn. Cây này thì mới, mình chưa biết nó tên gì nữa. Có nhiều cây mới lắm bạn, mình chưa biết tên. Thêm cây đế này rất là bự luôn, bạn nhìn này đã chưa, nó to bự, loại này nó còn lên màu đẹp nữa, xanh lửa. Đây một cây cũng mới luôn, cây này viền tím tím các bạn, nó giống cây viền đỏ nhưng mà nó sẽ lên màu tím tím này, bụi một góc nhiều đầu nha các bạn, có một bụi duy nhất thôi. Nó thêm cây bò xanh, cây này cũng đều đẹp nè. Sao biển chân châu các bạn, có một cây duy nhất sao biển chân châu, một đầu chính giữa và nhiều đầu xung quanh. Loại này thì thuộc dòng Hawaii thì nó sẽ ưa mát hơn sen nha. Cây này là gì ta, Rubidona các bạn, nhìn giống cây Rubidona. Đó, cây này nó còn lên màu đỏ này nha, nó đang màu hồng hồng đó, đang phát triển tốt quá nên nó mới hồng màu hồng các bạn. Khi nào trồng cằn cằn một xíu rồi lạnh lạnh ở lên màu đỏ à, hai đầu. Đó, red sky hai đầu nhé các bạn, hai ba đầu. Đó. Đây có một cây bạch thế nữa các bạn, cũng rất là to luôn, nó có một cây duy nhất. Đó. Nhìn vô thì thấy nó rất là khỏe khoắn rồi đó, chỉ có điều hơi lem phấn một xíu rồi. Mấy loại có phấn thì nó dễ lem các bạn. Đó. Thêm một cây cải su yon vậy. Cái này nó phát triển bự quá, mình nhìn nó không ra cái gì các bạn. Đó. Cây luella nhé các bạn, luella rất là to luôn, cây này thì lỗ sai
bự. Đó, có mấy cây con phía bên trong luôn nè. Đó, cây Luella nha các bạn, rất là bự luôn. Các bạn nhìn này, cây này phải tầm 20 cm á. Đó. Hồng phấn nha các bạn, hồng phấn hai đầu. Rubidona hai đầu này. Đây, viền lửa. Bắp cải san hô hai đầu. Thêm cây sỏi tím nha. Ngọc Trinh nè, nó một đầu to và nhiều cây con. Vân Mai ba đầu nha. Đây một cây mới nè. Cây này lên màu hơi bị đẹp luôn các bạn. Đó. Các bạn trồng lại là form nó búp lại một xíu. Cái này phải dưỡng lại cho form nó búp lại nữa các bạn, và lên màu thì hơi bị đẹp luôn. Đó. Cây giống mới luôn á. Thêm một cây bèo loại mới nè. Bụi luôn á. Rồi các bạn thấy là nó lên màu cam cam sơ sơ nè, cam đỏ nè. Đó. Mà khi lên màu thì lên full cả lá luôn nhé, không phải lên cái viền không đâu. Đó. Rồi đây có bụi hồng hoang nhé các bạn. Bụi hồng hoang 100k. Đây một cây giống mới nè, chưa biết cây gì nữa. Và này lên màu cũng đẹp đấy. Nó lên màu đỏ đỏ tím tím này. Mà nó lên full lá luôn chứ không phải lên cái viền đâu. Đó. Cây này cũng thấy lạ lạ luôn nè, giống như pha lê mà lai rồi các bạn. Đó, lá mập này lên màu hồng nha. Đó. Cây này chưa biết tên luôn, chưa biết cây gì luôn các bạn. Lên màu nâu. Đó. Cây này thì nó hơi bị xòe form một xíu, trồng lại thì nó sẽ đều hơn, nó búp lại. Đó. Lá thì to nha các bạn, lá to và lên đang có màu tím tím này. Đó. Đây một cây đế cũng rất là đẹp. Cây đế nha các bạn, đều đẹp rồi, to nữa. Đây thêm một bụi hồng hoang nữa nha. Thêm một bụi Thạch Bích Mini. Đó là về những cây 100k nha các bạn. Nãy giờ mình quay cây toàn 100k không á. Giờ mình sẽ qua loại 120. Có vài cây thôi các bạn, không có nhiều đâu. Đây bụi kim cương tím này. Nó to, đẹp. Các bạn nhìn thấy đều đẹp hết rồi. Bốn đầu nha các bạn. Màu cũng đẹp luôn, form cũng đẹp luôn. Đó, bốn đầu. Rồi đây sẽ có bụi bèo Pháp nha các bạn. Bèo Pháp một gốc đấy, một gốc nhiều đầu. Loại này thì lên màu coi như hơi đẹp thôi. Đó. Rồi thạch đầu đỏ nha các bạn, bụi thạch đầu đỏ to xum xuê. Loại này thì nó còn lên màu nữa. Đó. Không đếm xuể đầu luôn các bạn, phun chậu lố sai. Rồi đây có một cây cải tím cánh dài nha các bạn. Rồi, cây này hơi đã luôn, cây này size 200 chứ không phải size 120 nữa. Rất là bự luôn nha các bạn. Nó tím đẹp hết rồi. Nó màu cũng lên ngon lành, 120 có cả cây con phía dưới luôn này. Đó. Rồi đây sẽ có chuỗi ngọc bi nha các bạn. Chuỗi ngọc bi có 120, Việt Nam mình có vài chậu à, một hai chậu à. Nó một bụi táo xanh nha các bạn, rất là to rồi. To nhiều đầu, cây này gốc già nữa. Bên đây sẽ có một bụi thạch ngọc sữa nha. Thạch ngọc sữa là thạch đầu đỏ đột biến các bạn. Đó. Các bạn thấy là nó sọc sọc trắng trắng này, lên màu hồng hồng đỏ đỏ. 120.000 nha. Rồi đây sẽ có một bụi ruby đỏ. Ruby đỏ rất là bự. Đó, cái bụi này các bạn tự tưởng nó lên màu nó đã cỡ nào. Nó to đẹp, phun chậu, quá trời đầu luôn. Đó. Thêm bụi chuỗi ngọc bi này. Đây có thạch bích đột biến các bạn, có hai bụi này đó. Đó, hai bụi to đẹp, màu đẹp luôn rồi. Đó, quá trời đẹp luôn. Hai bụi 120 bụi. Đây có đá cam này, cây bự nha các bạn. Cây này thì già hơn, bự hơn. Đâm ra ngoài nhiều hơn, 120. Bạn thích chơi cây nhỏ thì có thể chơi cây lúc nãy cũng được, còn cây to hơn thì chơi cây này 120 nha. Đây kim tuyến nè. Kim tuyến cũng bự luôn. Quá trời đầu luôn. Cây nó cũng già các bạn. Kim tuyến 120.000 nha. Rồi đó là những cây 120. Nãy giờ là mình đã giới thiệu hết cho các bạn các mẫu ở đây rồi. Các bạn nào đặt hàng thì cứ liên hệ vào Facebook, Zalo, số điện thoại bên dưới nha. Đừng quên đặt hàng sớm để được cây ưng ý nhất. Chứ các bạn thấy đó, mỗi loại nó có một vài cây thôi, không có nhiều đâu. Đó. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn những video lần sau nhé.